Lời nói đầu tiên, Phương Nghiêm Mobile cũng xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự bình yên. Thì liên Và tục. vạn sự bình yên. Ok tiếng ok ha. Liên tục. Thì có nhiều cái câu hỏi của khán giả và có nhiều các YouTuber bảo vệ thiền nam đặt cái câu hỏi ra khi thấy một cái đoạn video clip đánh bản quyền, mà đặt câu hỏi nghi vấn ra là tại sao không phải là Điền Quân đánh bản quyền mà là những người bên Thiền Am đánh bản quyền. Thực tế là Thiền Am và Điền Quân còn hợp tác nhau không? Thì chúng ta không có làm về YouTube, do đó là Phương Nghiêm Mobile không phải lên nói chuyện phân tích về vấn đề này, phân tích về vấn đề mà cái kênh Thiền Am Bộ Vũ Trụ á, tên trước là Tỉnh Thất Bồng Lai, có thể là bị đánh bản quyền hay là bị đánh sập không. Thì mình xin thưa với các bạn là không thể đánh sập được. Muốn đánh sập một cái kênh thì cái kênh đó phải ăn 4 gậy bản quyền liên tục trong vòng 90 ngày. Còn nếu bị ăn bản quyền một cái khiếu nại gì đó trong vòng 90 ngày mà không bị gì cả thì không sao cả. Và khi một cái kênh mà bị đánh bản quyền như vậy thì trong vòng 1 tuần sẽ không được up video lên. Hôm nay thì có một số kênh bảo rằng là bị Thiền Am đánh bản quyền, nhưng thực tế là chưa, mới bị cảnh cáo mà thôi. Kênh Phương Nam Mobile cũng đã từng bị một cái bản quyền, nhưng mà quý vị và các bạn phải hiểu rõ là bản quyền về YouTube nó có hai loại. Một cái là bản quyền về cái quyền tác giả, quyền sở hữu. Thứ hai nữa là bị đánh về cái quy tắc cộng đồng. Cái chỗ quy tắc cộng đồng nó mới là nguy hiểm hơn cái phần mà bản quyền. Thì quý vị muốn thì mình sẽ qua cái kênh Thánh Tám Vlog của mình. Lúc trước mình cũng đã hướng dẫn mọi người cách làm YouTube thế nào đấy. Thì 1 năm qua mình cũng lặng lặng mình làm YouTube, mình nói về Thiền Am. Thiền Am là con gà đẻ trứng vàng, do đó là ai cũng muốn dựa vào Thiền Am để làm một bản tin cho riêng mình. Tất nhiên là sẽ có một người đứng bảo vệ Thiền Am, bảo vệ về năm chú tiểu. Có một số người lại không yêu mến về Thiền Am, họ bảo rằng Thiền Am là một cái nơi gì đó mà không có đúng, không không có đúng với tấm lòng của họ, họ không đúng với suy nghĩ của họ, không đúng với giáo hội gì thế nào đó, thì họ tìm cách họ hãm hại ngược lại Thiền Am. Cho dù bây giờ Thiền Am có nói cái gì đúng với chăng nữa thì họ cũng phớt lờ, họ cứ nói về cái phần mà cái họ cảm thấy là họ đúng đó. Do đó là sẽ chia ra làm hai chuyến tiến. Thì cái bài phân tích này thì mình nói với quý vị và các bạn là có một số bạn kêu mình nói như thế này, có mình nói kêu mình nói thế kia, nhưng mà mình là nói với các bạn là mình không thể là nói như vậy được, tại vì YouTube không phải là sân riêng chơi cho YouTube mà nó còn có liên quan đến pháp luật Việt Nam, 20 điều pháp mà luật pháp Việt Nam cho được phép, luật an ninh mạng đó, rồi thêm cái nghị định 15 trên 2020 nữa. Do đó là nếu đối với một YouTuber, mình là bán chuyên nghiệp thôi, mình không phải chuyên nghiệp, thì họ phải cần có một cái vào cái network. Thì chúng ta đã thừa biết là công ty Điền Quân là công ty network của kênh Năm Chú Tiểu Tỉnh Thất Bồng Lai, bây giờ là kênh Năm Chú Tiểu Thiền Am và Vũ Trụ. Do đó là khi có nhiều cái thông tin bảo rằng là công ty Điền Quân đã bỏ rơi Thiền Am thì mình nghĩ là chắc không có đâu, tại vì công ty Thiền Am là đèn gà đẻ trứng vàng, cho dù cái lượng sub nó thấp đi chăng nữa thì vẫn vẫn có thu nhập. Tại sao mà cái lượng view của bên Thiền Am nó đã giảm sút? Nó giảm sút là do ra nhiều video. Thứ nhất là ra nhiều video thì người ta xem biết, người ta nhiều khi cũng nhàm chán. Thứ hai nữa là cái lượng khán giả, mình thấy là lượng khán giả thì tập trung vào những cái tin đồn hay là những cái gì đó mà nó mang cái tính là tám chuyện. Do đó là mình thấy là Thiền Am mới ra thêm hai kênh nữa mà cái lượng view rất là thấp. Cái lượng view của kênh Đạo Pháp Thiền Am Bộ Vũ Trụ không ai vào xem cả. Nếu chúng ta quan tâm một tí tới với người Thiền Am thì chúng ta không có sợ vì cái sự việc mà bị đánh sập không chân.
theo phân tích riêng của mình, Thiền Am người ta vẫn còn khán giả. Do đó là con cho dù có sập thêm 100 kênh đi nữa thì thuyền những người bên Thiền Am vẫn có thể đặt tàu vào kênh mới được. À, cái sự việc mà Điền Quân không còn hợp tác với mà Thiền Am bảo vũ trụ, đó là cái việc riêng tư của người ta, mình không nói, nhưng mà mình chỉ đoán rằng là cái hợp đồng, cái hợp đồng mà ký kết để hợp tác với hai bên nó không còn mà đã hết, có thể là hết, có thể là nó ký 2 năm, có thể là cái ký 3 năm tùy theo với người bên Thiền Am. Nếu Thiền Am ký 3 năm thì bây giờ vẫn còn nó vẫn còn có hiệu lực và Điền Quân vẫn là cái đối tác của bên Thiền Am. Quý vị biết đối tác không? Ok. Còn nếu hợp đồng đã hết hiệu lực thì Thiền Am sẽ tự phát triển cái kênh của mình sau 2 năm gắn bó với network. Một cái kênh mà muốn được phát triển nhiều là cái kênh phải hoạt động độc lập. Và cái kênh đó phải có thời gian đầu tư vào. Quý vị biết là những người bên Thiền Am người ta cũng không có rảnh để làm vấn đề này. Quý vị thấy cái video mà quý vị xem á, cái video mà Đức Tâm Minh Tâm và Pháp Tâm mới phát lên hôm trước đó, quý vị cần gây mà quay một cái cảnh đó là tốn rất nhiều thời gian đó quý vị, chứ không phải đơn giản giống như chúng ta xem chỉ có 6 phút 34 giây đâu, không có đơn giản sống sống như vậy đâu. Do đó là quý vị các bạn đừng có sợ khi mà Thiền Am với bầu trụ đã rời khỏi Thiền Quân, đừng có sợ vấn đề đó, vẫn còn 1.760.000 khán giả ở phía sau lưng họ. Mình thấy là có hai kênh mình cũng đã giới thiệu cho bên Thiền Am mà mình thấy là mọi người hình như là phớt lờ, chỉ đi vào cái kênh của mà năm chú tiểu Thiền Am bầu trụ thôi, cái kênh mà sinh hoạt chung với các bé đó. Đó thì quý vị biết là có một số khán giả người ta không thích xem như vậy, người ta chỉ thích xem giống như mà Pháp Tâm hôm rồi lên trên mạng mà để đóng phim giống như vậy đó, người ta thích giống như vậy đó, chứ người ta không thích cảnh sinh hoạt. Thì bên Thiền Am người ta cũng đã ra 22 kênh nữa, là kênh đạo pháp Thiền Am vũ trụ và kênh âm nhạc Thiền Am vũ trụ. Nhưng thực tế là khán giả không quan tâm vấn đề đó, chỉ quan tâm vấn đề cái kênh của năm chú tiểu Thiền Am vũ trụ mà không gầy chúng ta xem thôi. Do đó là mình nói là cái vụ mà bị đánh hay là không bị đánh vậy, không có gì sợ chứ. Thậm chí là còn Full Game Mobile đây nè, Full Game Mobile có thể là điện qua bên đó hướng dẫn cho bên đó tạo lên một cái kênh khác, hư kênh này tạo kênh khác. Vì sao? Vẫn còn khán giả ở sau lưng, không có sợ và không có ngại ngùng gì cả. Quý vị đừng có sợ gì hết trơn á, quý vị đừng có sợ cái vấn đề mà kênh của năm chú tiểu bị sập nha, tôi chắc sập luôn đó. Cũng giống như Full Game Mobile cũng vậy, sập cái kênh này thì vẫn còn kênh dự phòng, không có gì mà sợ chứ. Nếu mà chúng ta làm đúng, chúng ta đáp ứng được yêu cầu của khán giả, chúng ta vẫn còn yêu mến, không có gì cả. Vài bữa nữa bên đó sẽ té ngửa khi có một kênh đạo pháp Thiền Am bên bờ vũ trụ sẽ đạt được nút bạc, và mình cũng mong muốn rằng các ông thầy đó xách cái nút bạc đó đem lên quay cho người ta coi, cho người ta tức chơi đó. Còn cái chuyện mà anh em ở trong nhà chưa, mà trong nhà không có thích làm về Thiền Am nữa mà muốn thích đi đèn sự thật thì Full Game Mobile không cản được, và có thể là đưa ra những cái bằng chứng thì Full Game Mobile sẽ phản biện này thôi. Quý vị đừng có lo cái vụ đó, đừng có lo mà đừng có lo cái vụ mà tiếc nói hay là cái gì đó, và chúng ta hãy phải kiềm chế được cảm xúc của mình mới được. Người ta nói kiềm cảm xúc là bản năng mà kiềm chế là bản lĩnh. Do đó là mọi người đừng có lo vụ đó. Ok, mình giao lưu với mọi người tí xíu nha. Mình thấy mọi người rất là lo lắng, đặc biệt là các chị giống như chị Tiễn Lê Lê này kia, hồi tối mình kêu mình giữ bình tĩnh, mà chị Tiễn Lê Lê thì không có biết, không có rành về YouTube, không có đưa khay cho mình cầm được, kêu khay cho mình đừng cầm được. Bởi vì biết hồi tối là kênh chị Tiễn Lê Lê là có thể đạt tới hơn, có khi là lên tới 2.000 khán giả, 2.000 khán giả để mà tiếp thì một số cái những cái người mà không thích anti fan vào, họ lợi dụng vấn đề này để làm gì? Họ chia rẽ nội bộ, rồi họ sẽ nói này nói nọ. Full Game Mobile thì cũng đơn giản, mình thì mình chả có suy nghĩ gì cả, kênh mình nói chuyện đàng hoàng, kênh mình phân tích về vấn đề, và mình quý vị biết và các bạn biết rồi đó, giống như hỏi bé Thảo Vũ thử xem một năm qua Full Game Mobile làm như thế nào. Full Game Mobile từ một người đưa tin mà phải nghiêng về phía bên năm chú tiểu Thiền Am vũ trụ, tại sao vậy?
Chúng ta cần phải mở rộng cái tấm lòng ra, cái từ bi của chúng ta ra. Hôm rồi Pháp Tâm đã nói rồi đó, có ai áp dụng được đâu. Vì thấy rõ ràng, tu là tu từ trong tâm tu ra, và chúng ta là những người hiền hòa, những người từ bi. Thôi kệ họ, họ không muốn đến với thiền am nữa thì thôi, không cần phải ép họ, không cần phải dùng những lời lẽ nặng nề với họ. Mình có khi là dùng những lời hoa mỹ như full game mobile, nó làm cho người ta đủ quê và đủ nhục rồi, chứ không có cần phải dùng những cái lời mà nặng nhẹ để làm gì. Lớn hết trơn rồi, không tự hiểu mình làm thế nào đúng, làm sai. Tôi thì tôi không có khơm anh bất cứ anh em nào hồi đó tới giờ khi mà rời khỏi thiền am. Nếu mà full game mobile chịu là rất nhiều kênh đã bị full game mobile lật mặt hết, nhưng mà full game không làm như vậy, không cần. Cái mục tiêu chính của chúng ta là bảo vệ kênh năm chú tiểu, không phải là một mục tiêu mà để đi cấm cờ, cấm này cái kia, cái kênh khác. Và chúng ta biết là có những cái thông tin nào bất lợi cho bên thì ngang vào vũ trụ thì chúng ta sẽ phản biện lại thông tin đó. Hồi tối mình thấy là cái kênh của chị Nê Lê có rất nhiều các cái anti fan mà là đối là mối nguy hại của thiền am trong tương lai. Nó sắp sửa được 1.000 subscribe rồi đấy, mà còn vô mà cho nó vào cái kênh của mình để làm gì? Tất nhiên là cái kênh này vào thì bình thường, mình thật là vào thì bình thường mình cũng quen không thu, nhưng những cái kênh này nè, vào kênh để chủ yếu là chia rẽ cộng đồng mạng và chia rẽ cái khán giả của mình. Có những cái lời bình luận mà giống như mà khiêu khích cho chúng ta mất bình tĩnh. Mà khi chúng ta mất bình tĩnh thì quý vị biết là sẽ vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Mà mình nghĩ là đừng có hù dọa cái dạng mà cái kênh của chị Tuyển này Lê có bị sập hay là sập gì đó, không ăn thua gì cả. Sụp kênh này thì lập tức khán giả sẽ, chị tạo kênh khác, khán giả sẽ lập tức sụp cho chị, và chị sẽ live stream trong vòng khoảng 3 ngày không tới. Không có sợ gì sạch cả. Quý vị đừng có sợ sạch vấn đề đó. Ok, mình chào mọi người một tí nha. Tối thì ngủ không được, cũng buồn trong lòng. Xin chào chị Nguyễn Vung Vlog nha. Chị Nguyễn Vung Vlog này thì cũng đã bị sập một kênh rồi, không biết lý do nào thì không biết, thì mọi người có thể là qua ủng hộ chị nha. Xin chào chị Nguyễn, xin chào cô Phạm Vũ, xin chào cô Hương Nguyễn, xin chào Kevin Lê, xin chào Thanh Nguyễn, xin chào Tường Vi, xin chào chị Lotus Lover, xin chào em Thảo Dũng Muốn Dịch. Thì cứ hỏi em Thảo Dũng Muốn Dịch thì như thế này đi, em Thảo Dũng Muốn Dịch thì là một người cũng vô tư, một cái người giống như mà muốn đi đâu thì đi, muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Tại vì sao? Tâm của chúng ta ổn định, chúng ta chỉ hướng về một cái hướng thôi, là thần tượng của chúng ta. Thần tượng chúng ta là ai? Thần tượng chúng ta là năm chú tiểu, chúng ta phải đi theo bảo vệ đó. Còn mấy kênh khác chúng ta không cần phải quan tâm, không cần phải quan tâm, không cần phải bàn cãi. Từ từ, nếu trong những cái kênh đó mà có những phản biện nào gây gắt mà ảnh hưởng đến thiền am vũ trụ, hay là ảnh hưởng đến danh dự của các chú tiểu, thì Full Game Bay sẽ phản biện thôi, bắt buộc phải phản biện ngược lại thôi. Vì mục tiêu cuối cùng của cái kênh này mà để ra là để làm gì? Để mà bảo vệ cho năm chú tiểu thiền am vũ trụ. Quý vị hãy nhớ được một điều đó. Còn những cái anh em mà cảm thấy mệt mỏi không thể là đứng để bảo vệ mà đứng qua tiếng khác, ok, anh em cứ ra đi thoải mái, nhưng mà Full Game Bay vẫn ở lại. Full Game Bay không có sợ gì cả. Còn khán giả của Full Game Bay, kênh này phát triển cũng được hơn 20k subscribe. Không lẽ Full Game Bay xin 1k subscribe không được sao? Xin chỉ 5% trong cái tổng số khán giả không được sao? Khán giả phải bình tĩnh, không gì sợ chứ. Và kênh năm chú tiểu, còn sau lưng năm chú tiểu là 1.760.000 khán giả. Chỉ cần kênh đúng tiểu mà bị sạch, lập tức có kênh khác ngay. Chỉ có cái là cái thời gian để mình bật kiếm tiền lại để giúp cho các mà chú tiểu bên thiền am vũ trụ nó hơi lâu một tí, khoảng 1 tháng thôi. Trong vòng 1 tháng đó thì bên YouTube nó sẽ xét duyệt lại, thì hơi lâu thôi. Cần hỗ trợ gì đó thì bên em bay sẽ điện trực tiếp cho các người quản lý ở thiền am vũ trụ, mà giống như thầy Diện Nguyên, Nhất Nguyên gì đó là xong. Cảm thấy buồn phiền trong lòng, cảm thấy bực bội trong lòng, thôi đi qua cái video mới nhất của thiền am vũ trụ xem. Pháp tâm sư phụ Pháp Tâm của chúng ta có cái buổi nói chuyện rất là vui. Tu là để mình thiền, tu để đưa đến loại trừ cái tham sân si ra khỏi cuộc đời của mình, và bù vào đó là cái gì? Cái chữ chân thiện mỹ. Và tu để thoát ra cái chữ từ bi. Chúng ta ở đâu chúng ta có quyền tu cả, ở Việt Nam cũng được và ở nước ngoài cũng được. Cái tu đó không thể hiện qua cái lời nói,
nó không thể hiện qua cái đồ, cái áo, cái kiểu hình, mà nó thể hiện qua từ cái tâm của chúng ta đưa ra thôi. Bên pháp tâm cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi đó, thì mọi người cũng phải theo đó, theo sư phụ của chúng ta mà chúng ta làm thôi. Và mục tiêu cuối cùng là mình sẽ bảo vệ các cái thần tượng của chúng ta đến khi mà không thể nào bảo vệ được nữa thì thôi. Còn chuyện anh em muốn rời khỏi thì ok, Funeby không nói gì cả, tại vì là một năm qua rồi có biết bao nhiêu cái YouTuber cũng đã rời khỏi Thiền Am. Trong giây phút quyến luyến đó, mình cũng muốn người ta ở lại bảo vệ Thiền Am hoài, nhưng mà người ta cũng phải đi tìm một cái niềm vui riêng cho người ta, thì chúng ta không thể nào chúng ta cản người ta được. Tất nhiên là chúng ta vẫn còn là bạn, nếu như chúng ta không có nói để chọi nhau, chúng ta vẫn còn là bạn. Còn chúng ta sẽ trở thành là những người đứng ở đầu hai chuyến tiến khi chúng ta không còn cái đứng, không còn có mục tiêu duy nhất là mục tiêu bảo vệ về năm chú tiểu nữa. Đó, thì mình nói gì cho mọi người hiểu. Và cái sự việc mà sập kênh mà Thiền Am Bộ Vũ Trụ là vấn đề không thể, còn khán giả của họ và còn những fan của họ ở bên nước ngoài nữa, có thể là đi lại trực tiếp YouTube, trụ sở YouTube để phản bối, phản như thế nào đó. Ok, muốn không vâng. We can enemy Aswan, but we can friend we should we show let ok. Thì giống như chị Lotus Lover bảo rằng đó là không thể nào chấp nhận người hay mặt, cứ để cho anh ta ra đi. Ok, bình thường thôi, cái đó là bình thường. It's useless. Khi người ta không còn muốn liên lưu gì nữa. Từ chỗ đó mà quý vị thấy là trong cuộc sống chúng ta, tại sao chúng ta có những cặp vợ chồng thề non hẹn biển với nhau, sống tới răng long đầu bạc, sống được một thời gian rồi tự nhiên cái họ phát hiện ra những cái điểm yếu của nhau và họ không thể nào nhường nhịn nhau được nữa. Thì chuyện gì đến nó cũng phải đến mà thôi, đúng không quý vị? Chuyện gì đến nó cũng đến mà thôi, chứ làm sao bây giờ vợ chồng còn ly dị được, mà nói chi là một người YouTuber mà bình thường. Quý vị hãy suy nghĩ cái điều đó, cứ bình thường thôi. Ở bên đây cũng còn có rất nhiều các YouTuber có tiếng nói rất là mạnh để bảo vệ cho Thiền Am. Quý vị đừng có lo dù đó. Và cái vấn đề mà kênh Thiền Am có bị sập hay là không, quý vị nói quý vị là sập hay không sập là do chính quý vị đấy. Sập kênh này thì ta lập kênh khác, có nhầm nhò gì đâu. Lập cái kênh gì cũng đâu có tốn tiền, tốn bạc gì cả. Bởi vì quý vị đừng có lo, đừng có sợ gì cả. Bây giờ phải tập trung vào mục tiêu. Mình thấy là hồi tối chị Tuyển Lê Lê lên nói chuyện, có ông Lạc Phong Kitaro vào, mấy cái người đó là mình loại ra khỏi kênh ngay, không cần nói chuyện. Quý vị thấy là lúc trước là cái kênh Thần Điêu Địa Hiệp, quý vị thấy không? Bây giờ là sao? Lúc mới đầu vô thì nói thế này thế nọ, rồi im ấm đồ để lừa khán giả. Sau này khi mà được lượng khán giả nhất định rồi thì quay ngược trở lại là nói về cái người mà không quen không biết gì bên Thiền Am cả. Tại sao mình phót cái video mà hồi tối đó mình phót ra để cho mọi người nghe đó, tại sao người ta nhận định là những người bên Thiền Am được nuôi dưỡng rất là tốt, tại sao không nhắc đến ông này? Quý vị thấy rõ ràng, tự chúng ta sẽ trở thành khán giả thông thái. Chúng ta tin cái gì đó như xoáy cổ thì chúng ta gán mà chịu, chứ làm sao đó. Chúng ta càng tò mò, chúng ta càng muốn biết nhiều thông tin thì chúng ta phải bắt buộc phải qua những cái kênh đó xem. Ra qua kênh đó xem thì vô tình là giúp cái kênh đó nó mạnh lên. Nó mạnh lên thì nó quay ngược trở lại, nó đập Thiền Am thì chuyện đó bình thường. Quý vị thấy rõ ràng đó. Và vài bữa nữa nè, coi mình đón không, cái ông là không đi Kitaro này, ông sẽ mà BKT cho mọi người xem. BKT là cái gì? Mà kiếm tiền đó. Cái mục tiêu người ta đã hoàn thành rồi hết trơn rồi. Những cái kênh khác như cái kênh CM Vlog hay là này kia đồ đã bật kiếm tiền hết rồi. Mục tiêu của người ta là cái đó, chứ không phải là mục tiêu của người ta là vì nói về Thiền Am. Thử mấy cái người đó nói chính nghĩa thử xem, mà tắt thử coi tắt được không. Mình biết hết trơn tại mình không muốn nói. Còn khán giả sau lưng thì kênh Thiền Am sập hay là không sập không có quan trọng. Và ngay lập tức bây giờ sau cái video này, quý vị là đi qua bên kênh Đạo Pháp Thiền Am và Vũ Trụ, quý vị subscribe cho họ đi, subscribe và coi cái video cho họ đi, để đạt đến một nút bạc cho mọi người sợ. Thì để xong cái video trực tiếp này, mình sẽ edit lại, mình đưa cái đường link của hai cái kênh dự phòng của bên
Thiền Am ra, mọi người qua bển mọi người sub đi. Chúng ta hãy làm những việc thiết thực. Nếu chúng ta yêu mến về Thiền Am, yêu mến về năm chú tiểu, để cho các chú cháu nhỏ này có thêm một cục cục kẹo, một bịch bánh, một bịch đường, một cây viết, một cục rơm để đi học, để không bị người ta ức hiếp, để không bị thị phi, thì chúng ta phải làm cái điều đó. Còn những cái gì mà không liên quan đến bên Thiền Am, chúng ta hãy từ từ, và anh em bên em bảo vệ Thiền Am bảo vũ trụ sẽ từ từ sẽ phản biện lại. Phải tập trung mục tiêu đó và bình tĩnh. Các anh em bên bảo vệ Thiền Am nên bình tĩnh, đừng để dính vào luật an ninh mạng và đừng để dính vào cái quy tắc cộng đồng. Thì quy tắc cộng đồng như thế nào thì cho mọi người không biết, thì để mình rảnh thì mình qua cái kênh Thánh Tám Vlog mình sẽ làm lại cái sự việc về đó cho mọi người biết. Và thấy chắc chắn là ai kia sẽ vào phá thôi, phá là ông ăn thua gì đó. Thì quý vị biết là mục tiêu là chúng ta như vậy thôi. Còn anh không muốn bảo vệ nữa thì anh ra đi, đúng không? Vợ chồng người ta còn ly dị được, anh em còn đánh lộn được, thì nó mắc chi mà một người về xa lạ mà bắt người ta bảo vệ Thiền Am hoài. Chúng ta phải suy nghĩ vấn đề đó. Ok. Một lần nữa thì mình cũng xin chỉ bé bơ vào trễ thế, thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đến với cái buổi bản tin này. Còn Huynh Em Mobile đây nè, đừng có sợ sập thì tạo cái kênh khác. Huynh Em Mobile sẽ điện trực tiếp qua đó, thậm chí là nếu cái việc quan trọng có thể là mình đi qua bên đó trực tiếp để hướng dẫn bên đó tạo kênh YouTube như thế nào luôn. Nhưng mà cần gì đâu, bên Thiền Am người ta còn hai kênh, một cái kênh là âm nhạc và một kênh là đạo pháp. Không có sợ sập cái kênh này chạy qua kênh kia, nhưng mà không, cái vấn đề đánh sập là rất là khó lắm, khó đánh sập những cái kênh mà 1 triệu mấy subscribe lắm, đừng có nằm mơ cái vấn đề đó, khó đánh sập lắm. Người ta làm sai với YouTube người ta bị đánh sập, người ta làm sai với pháp luật người ta bị đánh sập, người ta làm sai với luật an ninh mạng người ta mới đánh sập. Chứ còn cái chuyện vấn đề mà nói cho vui cái miệng, nói cho sướng cái mồm thì ai nói mà không được quý vị, ai nói cũng được hết trơn. Hôm trước thì quý vị biết là cái vụ đánh sập này là 1 năm qua rồi. Cái nhóm chính nghĩa địa họ đòi đánh sập cái kênh này, quý vị nhớ không? Kêu như thế này thế kia thế nọ, bị này kia nọ nữa, rồi tùm lum tùm la thì có bị gì đâu. Thằng tôi đi mắc cỡ cái gì nói về kênh ông chú tiểu, mới móc có chọc ghẹo gì đâu mà mới móc vậy, chỉ nhìn là quỷ kênh. Thì cái việc mà quỷ kênh hay là không quỷ kênh thì do khán giả quyết định cả. Mình nói lại một lần nữa, kênh Thiền Am bên bờ vũ trụ có thành công, có nhiều cái lượng subscribe không là do quý vị, không phải là do các YouTuber khác. Và mục tiêu của chúng ta là làm sao chúng ta sẽ cùng phản biện và cùng theo dõi những cái bước chân của các chú tiểu chúng ta sống trong tương lai như thế nào. Còn cái việc sụp á, đừng có nằm mơ, nói thật quý vị đó, đừng có nằm mơ. Vẫn còn những khán giả yêu mến về Thiền Am nằm ở nước ngoài và có thể là đến trực tiếp đại diện cho bên kênh năm chú tiểu Thiền Am vũ trụ, đến trực tiếp YouTube để mà yêu cầu gỡ lại cũng được. Có cái gì đâu mà lo, quý vị đừng có lo, không lo gì cả. Mà mình nói với quý vị rồi đó, khi gia nhập một network là một cái thiệt thòi rất lớn cho một cái kênh mình. Cái dạng mà cây nhà lá vườn đó, không có làm chuyên nghiệp về bên YouTube đó thì rất là thiệt thòi. Thiệt thòi là sao? Mình nói với vị nghe là doanh thu từ cái kênh YouTube sẽ bị chia. Có khi là có cái network thì chia 30-70, có cái network thì chia 40-60, có cái network thì chia 50-50. Đó, do đó là khi mà không có ở network được thì cái tiền thu nhập đó đã đi thẳng vào túi bên Thiền Am luôn, không phải chia 5 sẽ 7 nữa, để cho các chú tiểu nhầm khi là có thêm một cái cuộc sống được tốt hơn. Dù gì cũng là áo quân, dù gì cũng là cái áo quân, không phải áo quân nha mọi người. Dù gì cũng là đương kim vô địch ở 2 mùa giải liên tục, mùa 5 và mùa 6. Quán quân, chứ xin lỗi vị, là quán quân của 2 mùa, mùa 5 và mùa 6. Quý vị biết thì mình nói với vị rồi đó, đừng có còn có ngại cái vấn đề gì cả. Và một cái kênh 1 triệu mấy mà cũng sụp không phải chuyện đơn giản, không phải đơn giản đâu mọi người. Và có thể là chúng ta có thể là mướn luật sư để mà yêu cầu khôi phục lại cái kênh đó chuyện bình thường, với điều kiện là chúng ta không vi phạm về quy tắc cộng đồng thôi. Quy tắc cộng đồng là chúng ta làm một cái gì đó mà vi phạm, thì muốn biết quy tắc cộng đồng là như thế nào thì ngày mai hoặc trưa nay mình sẽ đào cái đó về mình đọc cho quý vị nghe thử xem trong cái quy tắc cộng đồng đó Thiền Am bị tội gì mà bị sập. Đừng có nói giỡn. Và có vụ cấm cờ cũng vậy,
Giống như mình nói chuyện đàng hoàng như bài thế này nè, mình đi phân tích, mình ghi rõ ràng là chủ đề là phân tích về cái việc mà đánh sập kênh của năm chú tiểu, mình không nói chuyện bậy bạ và mình không lôi kéo, mình không xúi dục người khác vào cắm cờ thử mọi người, mình có bị gì không, mình thật với một câu vậy đó, thì cắm cờ thử xem mình bị gì không, mình làm gì đâu sai đâu mình bị, quý vị đừng có lo vô đó. Mà mình nói rồi, sập kênh này thì vẫn còn kênh dự phòng, kênh kia ra được 800 người này, chỉ cần 200 người đủ 1000 người tiếp tục chiến đấu thôi, có gì đâu. Người ra, có những người ra đi thì sẽ có những người ở lại, quý vị đừng có lo những cái này đó. À, và kênh Thiền Am Vũ Trụ đã có ra, mình nhắc lại là ra thêm 2 kênh dự phòng nữa. Tại cái vấn đề này mình không nói với người lâu, có thể là bên kênh Năm Chú Tiểu và bên Điền Quân đã hết hợp đồng từ lâu rồi. Do đó những cái video họ phát, mà họ có điền phát cái kênh này, phát kênh khác. Còn nếu mà chúng ta ký với network, chúng ta không được quyền làm thế nào đó đâu nha. Ok. Có clip Thông Minh Cao lên nói kênh Năm Chú Tiểu quay nội dung lành mạnh nên mọi người. Đúng rồi. À, nội dung lành mạnh. Nội dung rõ ràng, gạch rồi. Có gì đâu mà bị. Có gì đâu mà bị vi phạm quý vị. Ok. Thì một lần nữa mình tâm sự với người như vậy đấy. Mình cần thiết thì mình có thể là điện qua bên. Bên trên bên qua bên Thiền Am mình chỉ họ cái cách làm YouTube thế nào thôi. Mà mình không dám mua rìu qua bác thờ. Cái kênh mà đã đạt tới 1.760.000 subscribe là cái kênh rất là mạnh. Không mà Vnday Mobile chỉ được có 20 mấy ngàn subscribe thôi. Mọi người hãy ủng hộ Vnday Mobile bằng cách là like subscribe video này nhé. Ok, một lần nữa mình nói mọi người là đừng có sợ gì cả. Không có vụ mà sập kênh được đâu. Sập thì qua kênh kia. Sập cái kênh sắp được nước bạc rồi đó. 80 mấy ngàn khán giả đó, quý vị qua cái kênh đó ủng hộ Thiền Am đi nha. Cái sự thành công hay thất bại Thiền Am đều do quý vị cả, quý vị quyết định cả. Không phải là do một cái kênh nào đó quyết định đâu. Ok, một lần nữa xin chào mọi người. Chúc mọi người làm vui vẻ. Bye bye.